Đi đi. Đem lấy cho. Anh cần bugi phải không? Không, để anh test thử từ hôm qua đó. Thành ra cái việc lắp ráp thì nó đơn giản, cũng không có mấy là khó khăn. Nhưng mà cái kỹ thuật lắp ráp cho nó đúng để cho chiếc xe nó chạy được theo ý của mình, đó mới là cái kỹ thuật cần phải chú ý quan trọng. Còn lắp ráp thành một chiếc xe thì nó đã có catalog hướng dẫn. Thế thì những cái linh kiện này mình mua ở đâu, và cái linh kiện là quan trọng nhất như em là một chiếc xe? À, cái linh kiện mình mua là mình mua ở Hot Buy, là cái cửa hàng bán đồ chơi đó đã có đầy đủ rồi, nó đã bán theo nhu cầu của mình. Nếu mà cái nào không có thì có thể mình đặt hàng, nó sẽ đem về theo cái nhu cầu của mình. Rồi cái linh kiện này, nói về chiếc xe này thì cái công nghệ của nó rất là tỉ mỉ, thì tất cả những cái bộ phận trên xe đều quan trọng hết. Nếu mà muốn đạt cho nó hết cái công suất của nó và vận hành hết đúng nghĩa của nó là mình, tất cả những cái chi tiết đều quan trọng. Nhất là nói nhiều nhất gì là cái máy. Máy mình chơi mới nó thật là kỹ. Kỹ từ cái bộ phận lắp ráp, cái nhiên liệu như là xăng đổ vào, thì cái tuổi thọ của máy nó sẽ kéo dài và cái công suất nó sẽ phát huy hết khi mình sử dụng.